mà khi mà mình mua cái cây về mà lỡ cái bầu đất mình nó bể thì sao? Thì nó đã chết rồi á, nó ảnh hưởng tới cái thân của mình. Cái cọng rễ mà nó dập á, hoặc là nó cúi cái đầu nè, mình nên cắt ngọt lại hết á. Anh có nên tưới kích thích rễ để cho cái cây của mình nó mau đâm chồi hay không? Đây là cắm dừa chấu bà cho. Tỷ lệ là cắm dừa với chấu là 50, cho là phân nửa là 1/2. Xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng anh em đến với kênh Bonsai Nam Bộ. Thì hôm nay em sẽ giao lưu với tất cả anh em mình một cái clip về cái quá trình mà mình chuyển đổi á, mình chuyển đổi từ cái phân hóa học chuyển sang cái phân hữu cơ á anh em, là từ mình chuyển từ vô cơ sang hữu cơ để cho cái cây của mình nó dễ chăm sóc hơn, dễ phát triển hơn ha. Tại vì cái phân hữu cơ nó cũng khá là tốt đối với cây của mình. Còn đối với những cái phân vô cơ á, nếu như mà anh em mà lỡ mà phạm phân á, thì nó có khả năng á, nó dễ bị chết cây, nó dễ bị hư cây mình lắm nha anh em. Đây em chuyển dần hết là từ vô cơ sang hữu cơ hết nha anh em. Ở đây em vẫn có một cái thùng phân đây nè nha. Phân này 30-10-10 nè anh em. Em pha một thùng em để vậy nè. Thực chất thì lâu lắm rồi em không có sử dụng nó. Em chỉ sử dụng những cái loại phân hữu cơ thôi. Đây đó. Thì cái quá trình nó cũng đơn giản lắm anh em ơi. Thì anh em nào mà có cái ở địa phương mình á, nó có sẵn á, thì mình có thể mình về mình chuyển đổi rồi cũng được nha anh em. Đây thì ở đây là em có hai cái để nói cho anh em mình, là phân dê con dê mình kêu kêu như tiếng khóc em bé đó anh em, con dê nha. Đây phân dê đó. Đó, phân con dê nha. Đó, cái này nó không có thấy luôn rồi, nó tối thui à. Thì đây em quay ở ngoài cho anh em mình xem nè ha. Phân dê, con dê á, nó gà hộp hộp vậy nè, cứng cứng vậy nè. À, hoặc là phân con dơi là cái con bay trên trời á, nó thường thường nó đậu những cái bùn cây chuối rồi ha, cây dừa rồi đó anh em. Đây dê, dơi, hoặc là có thể là phân dê, phân bò, phân gà gì đó. Và anh em mình đặc biệt lưu ý là những cái loại phân như phân bò, phân gà hoặc là phân trâu rồi đó ha, là những cái loại phân đó là anh em mình bắt buộc mình phải xử lý ha. Riêng là những cái riêng là phân dê với phân dơi á, hai cái loại phân này là anh em mình sử dụng trực tiếp được, không cần xử lý đó. Và cái điểm lợi của cái loại phân này là nó chậm tan hơn. Nó lâu hơn so với cái phân vô cơ. Anh em mình gãi vậy nè, tầm 15 tới 20 ngày á, cái cây của mình mới bắt đầu nó bắt phân. Còn cái phân vô cơ á, là anh em mình tưới á, là nó bắt phân liền ha. Này là nó ăn dai dẳng, nó ăn dài. Thành ra nó giúp cái cây của mình nó phát triển hơn, nó khỏe mạnh hơn, nó tốt hơn. Nó không có bị giống như gọi là ép ăn á, ép ăn quá dẫn đến cái cây của mình nó bị ngãn, nó bị chết đó, nhằm khi nó bị hư rễ ở dưới á nè. Bởi vì em mới chuyển đổi luôn, chuyển từ cái phân hữu cơ ở vô cơ sang phân hữu cơ để mà anh em mình xử lý được cái những cái loại phân này nè. Thì anh em mình cũng cần có một số cái loại thuốc như là phân humic rồi đó ha, mình tưới dặm lại để cho cái quá trình nó phân hủy á, nó trở nên tốt hơn. Cái loại phân này nó trong cái phân humic á, hoặc là một số cái loại phân hỗ trợ như là Chico Đạt Ma đó, nó giúp nó có những cái con vi khuẩn có lợi á, nó giúp nó phân hủy cái phân này nó được tốt hơn, giúp cho cái cây của mình nó hấp thụ nó mạnh hơn ha anh em. Và có một số cái lưu ý là phân thì thường thường nó có cái mùi hôi, anh em thường rất là khó chịu ha.
ví dụ như phân gà, phân bò rồi ha, phân con dơi, phân này nè, phân này nó cũng rất là hôi nha anh em. Nhưng mà đặc biệt đối với phân dê á, phân con dê á, là phân này nè, nó không có hôi. Đó, nó như cục đất vậy đó, nó như vậy đó. Và nó cũng rất tốt cho cây. À, anh em mình khi mà anh em mình bỏ như thế này nè, anh em mình tưới nước khoảng chừng nửa tháng là phân này nó bắt đầu nó phân hủy ra và cây của mình nó ăn. Thành ra anh em mình phải bỏ liên tục để cho cây của mình nó ăn liên tục luôn ha. Đó, nó không như phân vô cơ. Đó, một số loại phân như NPK rồi đó, anh em mình bón theo giai đoạn á, thì nhằm khi mình quên đi một cái giai đoạn nào đó thì cái cây của mình tự nhiên nó sững lại nha anh em. Đó. Và hôm nay á thì em cũng có kết hợp với phân humic. Humic thì em cũng có giới thiệu với anh em rồi nha. Humic á thì nó đen như thế này nè. Nó đen thù lù nha. Nha. Để em tưới kèm cho cái cây của mình để cho cái cây của mình nó mau phân hủy hơn. Tưới dậm dậm lên. Mình cũng như mình tưới phân bình thường thôi. Vừa cái này là nó phân humic nó rất là tốt, nó vừa kích thích cái bộ rễ của mình và nó vừa giúp cho cái phân dê này nè, phân hữu cơ của mình nè, nó được phân hủy mau hơn và nó tốt hơn nha anh em. Thì cái cây mà anh em mình về mà mình mua ở một số cái khu vực mà người ta trồng phân phân vô cơ nhiều á, người ta bỏ phân nhiều á, anh em mình thuần thì từ từ nha anh em. Tại vì khi mà anh em mình á mà bỏ phân á, anh em mình buông ra là anh em mình chuyển qua hẳn cái này luôn á, là nó bị sốc nha, nó bị sốc, nó sẽ không phát triển và cái cây của mình nó từ từ nó cũng chết nha anh em. Thành ra mình làm cái gì mình cũng phải kiến thức cơ bản tí xíu để cho cái cây của mình nó khỏe mạnh nha. Mình không cần tưới nhiều đâu, mỗi cây thì một ca thôi, một ca là đủ rồi. Cây một ca như vậy nè. Tại vì những cái phân này nè, anh em mình tưới nhiều nó cũng không có sao, nó không có bị ảnh hưởng tới cái cây của mình. Còn đối với anh em nhà vườn á, người ta có cái công thức riêng đó. Anh em mình mà chơi á, anh em mình theo không có nổi, thành ra cái cây của mình nó dễ bị thì chết và dễ bị suy. Để anh em mình có được một cái cây mai mà bền á, mình chơi suốt luôn á, thì anh em mình nên chuyển đổi nha, chuyển đổi sang cái phân hữu cơ để cây của mình á nó vừa khỏe mạnh mà nó hấp thụ ổn định hơn so với cái phân vô cơ. Thường thường anh em mình bón phân á, anh em mình thường anh em mình có để ý cái vấn đề là khi mà anh em mình bón phân vô á, cái cây của mình nó cực kỳ tốt nha, nhưng mà khi anh em mình ngưng phân á, cái cây nó sững lại liền và cái cây đó tự nhiên nó không phát triển luôn. Đó là cái lợi và cũng là cái hại của cái phân vô cơ á, 30-10-10 rồi ha. Nó dạng giống như là chất kích thích vậy đó anh em. Đưa vô thì nó sáng mắt ra, không đưa vô cái nó mờ mịt tối con mắt luôn ha. Cái gì nó cũng có cái lợi cái hại của nó, thì thôi mình sử dụng cái thiên nhiên đi, thiên nhiên là tốt nhất cho sức khỏe mà. Đó. Bông giấy rồi em cũng sử dụng phân dê này nha anh em. Mỗi cây tưới một ca ca thôi, tưới ca cho đều cái vườn hết trơn luôn. Đây.
Và cái vấn đề mà tưới cây á, tưới nước cho cây á, anh em mình cũng nên chú ý ha, chú ý cái vấn đề này. Tại vì hiện tại là em tưới bằng ca nè, thì thường thường á, là mình sẽ tưới bằng dầu á, bằng motor rồi đó ha, là mình nên xịt á, mình xịt vòng xung quanh hết trơn luôn, ở xung quanh tất cả các bầu này nè, cho nó thấm đều nước để cho cái cây của mình nó phát triển tốt. Và anh em mình á, mình nên chú ý tới cái chất trồng anh em để mình tưới cây. Ví dụ như anh em mình mà trồng mà sơ dừa không á, sơ dừa dưới chấu này nè, dạng trồng bình thường như thế này, thì anh em mình chú ý là mình tưới á, thường á là mình tưới một ngày là mình tưới hai cử, hai lần trên một ngày nha. Tại vì khi sơ dừa dưới chấu nè nó thoát nước rất là tốt đó. Đó, khi mà anh em mình tưới á, tới chiều là bắt đầu nó đã mất hết nước rồi, nó khô gan rồi. Còn nếu như anh em nào mà mình có đất vô tí xíu á, khoảng 20% đất á, thì anh em mình cũng có thể là mình tưới 2 ngày 3 cử cũng được. Tại vì nó có đất vô á, thì cái độ ẩm của cái chất trồng của mình nó ổn định hơn so với mà mình bình thường như thế này là trồng sơ dừa không à. Ha. Ở đây thì em cũng trồng sơ dừa không à. Ra em tưới thường là 2 ngày 2 lần, 2 cử. Sáng cử, chiều cử, sáng cử, chiều cử. Em tưới nè cho nó ngấm hết ha. Mình cứ tưới đều hết đó. Từ từ cái cây của mình nó sẽ hấp thụ lại cái chất hữu cơ thôi. Chứ anh em mình đừng có gấp ha, tại vì mình đang chuyển thì mình cứ từ từ thôi, chứ mình làm mạnh quá thì nó cũng không có tác dụng, nó giống như là nó bị phản tác dụng nha anh em. Mấy cây bông giấy em cũng để nữa nè ha, cực kỳ tốt luôn anh em. Bông là anh em mình thấy à, bông giấy kìa, à, bông cực kỳ nha. Bông giấy là nó quan trọng cái chất dinh dưỡng lắm á. À, tại vì mà nếu như mà cây bông giấy nó thiếu chất dinh dưỡng á, thì cái bông của nó sẽ không được nó gọi là không được tươi á anh em. Nó không được tươi tốt, nhìn cái màu nó nhợt nhạt lắm. Rồi đó, cơ bản thì nó cũng xong cái tưới xung quanh xong cái vườn rồi đó. À, nếu như mà anh em mà còn có cái thắc mắc gì đó thì cứ có thể liên hệ trao đổi trực tiếp với em. Mình cùng chia sẻ những cái kiến thức mà mình bị lủng á, hoặc là mình chưa có để mình lắp vô nha anh em. Rồi, em cũng xin chào và chúc anh em mình sức khỏe nha, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.